Hello, chào các bạn. Ok, đây là làm clip sớm các bạn. Mình điểm qua một số cái mình đang thu vốn nha. Điển hình cái này 1 triệu 6 nha, tới nhà chở. Hoặc là 1 triệu 6 không bao gồm phí ship. À, cái đèn này đã hết nha các bạn. Khách lấy hết nha. Còn khoảng 5-6 cái mà nó bị đứt bóng bên trong á, 150k một cái nha. Các bạn mua về tự lắp bóng nha. Đó, cái này 1 triệu 6. Cái này bán rồi. Cái này chuẩn bị test giao khách. 1 triệu 6 thu vốn nha, cánh 60, cấp điện 220 là quay nha. Cái này quạt gió nha. Tiếp theo hai cái mình cần thanh lý nha. Cái này bán nhanh các bạn 1 triệu 6 luôn nè. À, vẫn quay bình thường. Hàng của Yukiwa nha, kẹp 13 ly Yukiwa Japan. Đó. Con này thì điện 220 3 pha. Các bạn chạy biến tần là ngon nhất nha. Bát zin đi kèm. Còn cây này là 900k. À, cây này thì không có cái đầu băng răng nha. Đó, hàng của Nhật. Mấy cái này gọi là khoan các bạn. À, các bạn nào khoan mà khoan ngang á, mà khoan các bạn cần ra vào á, thì hiện tại nó ra vào ở đây là đang ra vào bằng khí nén nha. Nó có cái một số cái rờ le tắt hành trình á, tức là ra đá một cái vào đá một cái nha, giống như thủy lực vậy đó. Nè, 1.6 triệu 900 giá thu vốn. Ở đây mình còn cái bộ này các bạn. Bộ này bán nhanh các bạn 800. Mình mua 1 triệu mốt nha, bán các bạn 800. Bộ này thì lên điện nha. Nhưng mà cái loại này nè, mình tra không có ra cái data sheet nha. Cho nên là mình không có đấu dây được nha. Rắc đầy đủ mà không biết đấu dây. Đó, này tháo máy xuống các bạn nha. Bán các bạn 800 giống như mình xả giá rẻ nha. Động cơ. Con này 1 ký nha các bạn. 750W 1 ký nha. À nhầm. Đợi các bạn. Con này một ngựa các bạn. 750W nha. Một ngựa hay 1 ký ta. Con này có mã nè các bạn nha. Mình tra hoài không có ra cái mã nha. Thì thôi cuối cùng mình xả các bạn 800 về các bạn nghiên cứu nha. Còn sống ha. Chỉ riêng cái động cơ không cũng bán còn phải 600 các bạn nha, 600-700 nha. Động cơ một ngựa. À, cốt lớn 800. Hai cái spindle mình xả luôn nha. Cái này Parker của Mỹ nè. Xả các bạn 1.2 triệu. Đó. Parker nha, có mã nè các bạn. Mình để ngược ngược nha. K064150-9Y. Con này ở đầu nó xài bằng đạn sứ, các bạn thấy bằng đạn sứ không? Hàng mới chăm chưa xài. Ở đầu nó lắp một cái đài phay các bạn. Đó, khách nào về chế nha. Có hai đường khí encoder. Nó là 3 pha nha, 3 pha. 1.2 triệu. Con này 1 triệu nha. Con này cũng là hàng hãng spindle nha. Các bạn cắt ngang đây đi. Các bạn mua cái collect R các bạn lắp vô chạy. À, tóc hai con này mình giữ tóc cao nha, nhưng mình không biết cách xài. Mua về để đây. Con này 1 triệu, con này 1.2 triệu, giá thanh lý. Gần đây mình thanh lý rất là nhiều đồ các bạn. Mấy cây này cũng vậy nè. Khách nào đếm hết thì 800k hàng cây nha, hàng của Mỹ. Còn quay tay lên xuống. Còn ở đây mình còn một cái tủ nha. Tủ điều khiển nhiệt có khởi động từ, có đủ thứ hết nha. Con này là cắt tủ của cái máy ép nhiệt 100 tấn nha. 600. Nó có fan luôn nha. Nó có chế độ gió. Tức là nó có hepter và fan đó. Thì cách nào mà sẽ chuyên xài Bên gia nhiệt đó, mà có khởi động từ sẽ hiểu nha. Nó chỉ đơn giản các bạn. Nó đọc có nhiệt độ nha. Gia nhiệt đúng nhiệt độ mình cài đặt. Con này thì nhiệt độ cài đặt các bạn nhấn nha. Mình nhấn vẫn nhảy bình thường nha. Hiện tại là 141 rồi. 142, 143 độ các bạn. 144 nha. Thì ví dụ như cái nhiệt độ tới cái nhiệt độ đó đúng không? Nó quá nhiệt độ đúng không? Nó sẽ ngắt khởi động từ để không gia nhiệt nữa. Đồng thời bật luôn cái fan lên để làm gì? Để tản nhiệt. À, để giảm nhanh cái nhiệt độ xuống đúng nhiệt độ mình cài đặt nha các bạn. Đơn giản vậy thôi. Đó. Và khi mà xuống dưới nhiệt độ mình cài đặt ví dụ như 144 đi. À, xuống dưới rồi đi thì nó sẽ bật khởi động từ lại nha. Nó chạy lại và cái quạt tắt đi để gia nhiệt tăng lên. Nó luôn nằm trong cái ngưỡng 144 á. Đó là cái nguyên lý cơ bản nhất.
Còn cái lô này thì mình chưa kịp soạn ra nha. Cơ bản thì thanh lý là 100, à xin lỗi, 490 giống như hôm qua mình nói nha. Toàn bộ cái lô này là hàng bãi nó về à, 300W 48V thêm rating 60mm, hàng của Nippon nha. Đó, hàng nội đồng cối đá của Nhật về. Con này cốt dài các bạn, các bạn có thể lắp poly vô đây nha. Lắp poly vô đây. Bao bao zin. Than còn nhiều, cái này mình lựa từng con luôn nha. Mình mở cái này ra mình lựa từng con luôn, than còn nhiều. Con này lúc trước mình bán là 650 nha. Hiện tại mình xả còn 490 con. Than còn nhiều cộng với cổ góp nha các bạn. Cổ góp chưa mòn nha, cổ góp là chỉ có bị đen thôi chứ chưa cứ mòn nha. Đó, than còn nhiều. Than này các bạn xài 5 năm nữa, 5 10 năm. Ok, hàng Nhật đẹp, dây đồng. Đó, chỉ vệ sinh là xài. 490 nha, bao ship. Thanh lý rất là nhiều đồ, con này cuối tuần này giao cho khách nha. Mình mua đủ đồ rồi các bạn. Tối nay tiến hành ráp từ từ. Bên đây thì còn một con cưa lọng. Mình mua 6.250. Khách nào cần thì 6 triệu, hàng của Nhật. Hàng rút công chưa xài Việt Nam nha. Mình mới thay cái lưỡi của Đức nha, Germany. Cắt sắt như cắt bùn luôn. Ở đây còn 3 cây này nha. 3 cây này cứ bán nhanh các bạn nha. 450k cây, xả hết luôn, xả cho xong. Đó. Chắc một cây Kumusko để lại các bạn. Còn hai cây này đồng giá nha, 450k một cây, mình thanh lý thu vốn. Một cây Kumusko, một cây động cơ DC. Bước này bước 2. Còn hai bệ này cứ 1.2 triệu một bệ các bạn. Giảm sát thằng sạc luôn. Bệ này là X ngang 200, Y xuống, Z xuống 50, nguyên dây nguyên kiện. Xả đồ. Ở đây có mấy con mình chưa kịp giới thiệu nha. Thì bữa nay mình giới thiệu luôn. Mấy con này thực ra là động cơ sẹt vô 400W qua hộp số tỷ lệ 1:3. Các bạn thấy 1:3 thì nó quay rất ok nha. Cái hộp số này các bạn làm tăng tốc được. Làm tăng tốc được nha. Tại vì 1:3. Đó. 1:3 thì nên cái đầu này quay 1 thì cái cốt bên trong nó quay 3. Thì lợi dụng cái tính năng 1:3 này á, mình định làm con này là phát điện luôn. Các bạn thấy nó là 220 các bạn. 400W nha, 220 nha. Cái hẹt á thì các bạn chạy chậm thôi thì nó ra chuẩn 50 hẹt nha. 2.8A 3000 vòng. Con này mình đấu lại được nha. Đấu lại để các bạn chạy 50 hẹt ok, tua tầm 700-800. Nha, nhưng mà công suất nó sẽ giảm lại nha các bạn. Đó, bạn xài thắp sáng này nọ rất ok luôn. Thêm nữa mình lợi dụng cái tính năng tăng tốc rồi nè. Mình làm cái tăng tốc cho cái động cơ, cho cụ phát này luôn. Thì hiện tại mình bán hai giá nha. Innova. Một là để zin như vậy. Để zin như vậy nha. Hộp số cộng với động cơ. Thì 740k bao ship, 740k bao ship. Còn mà mình đấu lại bên trong nha, đấu lại một pha 220 50 hẹt, chạy tua tầm 800 cho 900 để chia 3 là 3, còn 300. Đầu này 300, đầu này ra 220 một pha luôn. Thì nếu mình đấu lại mình làm luôn, cũ này 1.2 triệu, anh em nào nhận kèo cọc. Mình sẽ tiến hành làm hàng loạt nha. 1 nè, 2 3 4 5 6 7 8 khoảng 8 cái nha. Có làm mình tiến hành làm hàng loạt luôn nha. Đó, làm một lần luôn, bán luôn. Đầu này ra 300 vòng, đầu này ra một pha 220. Nhưng mà công suất tầm cỡ 200W thôi nha. Đó, anh em nào xài bóng đèn, quạt các kiểu. Đó. Còn để như vậy 740k anh em về nghiên cứu nha, để zin. Ok. Còn cái này thì một bộ 800, còn lấy cái cụm động cơ hộp số không thì là 550. Con này rất là may mắn là tua cao 120W 24V chuẩn. Đầu ra tua cỡ 300 vòng. Cho nên với cái tua này các bạn chế xe đạp điện ok, chế rất là nhiều thứ ok bởi cái tua nhanh.
ha, qua giảm tốc rồi mà còn tua nhanh thì mà khỏe thì con này các bạn chế rất là nhiều việc luôn. Chuẩn 24 nè, chạy 12 vẫn được nhưng mà công suất nó giảm còn 50% công suất. Một bộ 800 nha, có bát đi kèm. Thực ra có cái không, khách nào cần thì mình gửi cái có bát về khỏi chế. Đó. Còn cái này mình xả 2 triệu. Mua 2 triệu xả bán 2 triệu chưa bao gồm phí ship. Vào 3 pha ra 1 pha, dây nhôm mình báo luôn dây nhôm cỡ khoảng 2 kPa. Hàng xịn sò. Đó, hàng xịn sò cỡ 2 kPa vào 3 pha ra 1 pha cách ly không giật. Ra single pha 40kg nha, 2 triệu. Bán nhanh các bạn, về xài bình thường nha. On off xài thôi. Máy này 8 triệu, bạn về làm tủ điện chạy. 200 200 200. Made in Japan. Nhôm. Cái chốt này 250k một chốt nha. Đó, chốt điều khiển ti thủy lực hoặc là kéo tay. Chốt gài, cái này chắc nó gài mấy cái hệ thống ấy các bạn. Hệ thống treo mấy cái treo mấy cái gì đó nha. Khi mà bấm nút một cái thì nó sẽ rớt xuống á. Đó, và treo giữ lực rất là cứng. Hàng của Mỹ nha. Cái này các bạn lấy búa đập rồi không xi nhê các bạn. 250k một nha. Giá tốt nhất bao ship, hàng của Mỹ. Hộp số này bán nhanh trong bữa nay 1 triệu nha. Bình thường 1,4 triệu các bạn. Ở đây mình có một con giảm tốc 24V hàng xịn sò của Mỹ, của Đức chứ. Con này 1,2 triệu. Con này được kéo dữ lắm luôn. Còn một con bơm ERA3 xịn sò, anh em rất là nhiều anh em hỏi. Ai xuống tiền trước bán trước nha. ERA3 xịn sò nha, ERA3. Con này một ngựa, lúc trước á, mình có một số khách á, mình hiểu lầm nha. Mình đọc trên đây nè. Thành thật qua clip này mình nói luôn nha. Nè các bạn thấy là 970W nha. Đó, mình thấy đây nè. 970W, mình cũng không rõ là có hiểu lầm hay không nha. 970W, tối đa 60Hz. Nó con này chạy được nhiệt nước nóng nha, từ 0 cho tới 60 độ C. ERA3 Tokyo Japan hàng nghĩa địa. Cột nước là 13.5, lưu lượng 104 lít trên 1 phút, tức là khoảng hơn 6 khối 1 giờ. Có mã nè. Còn dưới đây cái tem nó là 2 pha 2P 0.75 kW, là cái này cái gì các bạn? Cái này cái gì nha? 200 220 rating S1 3 pha industrial motor. Đó, cho nên là nhiều khách mình lại báo trên cái tem này chứ. Nếu mà 970W thì cỡ ngựa rưỡi nha, ngựa máy nha. Rồi khách hỏi tiếp theo là bên trong là inox hay là gan. Inox xịn sò, về đấu tụ 30mm là chạy nha. Giá 3,2 triệu đã bao gồm đấu tụ sẵn nha. Đấu tụ 30mm đó. Đầu vào đầu ra 50, ống 50 à, xịn sò đó. Con này anh em không mua, mua con nào giờ ra chợ mua một con chịu mấy về, một mùa hư, một mùa dục, một mùa dục. Mình về dưới ông ngoại của mấy nhóc các bạn. Bơm hư á, đa phần mấy cái hãng tàu lao, mía lao, giống như dĩ quê các bạn. Gì ta toàn phát rồi này nọ rồi tùm lum, nói chung vậy đó. Đó. Nhưng mà xài một mùa là dục, một mùa là dục. À, bơm ở dưới nhà nào cũng có khoảng mấy cái, hư hết. Còn các bạn xài con này 10 năm sau rồi tới tính chuyện mà nó hư hỏng. Đó. Nếu mà điện áp các bạn ổn định, cái lưu lượng các bạn xài đúng đó, thì vậy. Còn không kỹ nữa các bạn làm một cái tủ bơm có khởi động từ. Trong khởi động từ ở dưới nó có đuôi nhiệt. Cái đuôi nhiệt thì nó sẽ dò nhiệt nha. Chỉ cần quá nhiệt đó thì nó nhảy thôi. Không, đâu có ảnh hưởng gì. Còn mà chơi trực tiếp luôn thì hên xui. Ví dụ như bơm mấy tiếng thì ok, chứ cho nó chạy 24/24 thì nó chịu không nổi thì nó cháy. Còn qua tủ khởi động từ á thì nó sẽ có. Ở dưới quê đa phần cháy là gì các bạn? Quá tải chứ không gì chứ. Quá tải cháy. Hoặc là nó làm không có kỹ á,
ron đều không kỹ, nước vô cháy đó, vậy thôi. Còn hoặc là dây đồng nó làm dở, không phải dây đồng xịn, nó chạy được mùa cái nó rệu, bên trong nó rệu các bạn, nó không còn ấy đó nha. Dây đồng pha chạy một mùa cái là nó nóng lên á, khoảng mùa cái là nó có vấn đề. Còn hàng này thì bây giờ cái hàng này mà không có tin tưởng thì mình sẽ không biết được cái hàng nào là chất lượng nha. Nhật là số 1. Đức thì hơn nha, Đức thì ngon hơn một xíu. Nhưng mà cơ bản Nhật thì đã quá dữ. Nhật thì khoảng 50 năm, Đức thì 100 năm. Đây, Nhật. Đang xả 100W nha. 100W là 320. 150W là 420, 250W là 520 và 300W là 850k. Bữa nay sáng nay có khách hỏi nha, ảnh mua nhầm. Anh đặt 250W mà anh tính tiền là 150W nha, 420 hai con là 840. Nhưng mà cơ bản anh đặt anh ghi rõ là 250W. Cho nên giá là 520 nhân 2 là 1.040.000. Bao ship, giá bao ship hết nha. Đó, cho nên là giá đã có rồi. Đó, có nhầm có lẫn gì anh em cứ điện cứ kiện mình. Giá bao ship. Ngoài đây thì chưa kịp review mấy cái ti 2 tầng nha. Hàng Italy, cây cỡ 20 tấn á. Và cái bơm ben đó là một bộ nha. Là 4.500.000 một bộ. 4.500.000 một bộ nha các bạn. Còn bơm ngôi sao này 6 triệu anh em tới nhà chở nha, giảm thêm 500k, 6 triệu chặn. Italy. Tháo cái máy ép bẫy ra các bạn. Italy nha. Đó, một đường dầu, hai đường dầu, ba đường dầu. Đó. Con này về là xài nha. Bao zin từng con ốc. Bây giờ quay nhẹ là dầu nó trào ra các bạn nha. Máy này bán rồi nha. Cảm ơn khách cho 2 tuần để làm tủ điện. Rất là dễ thương. 3.2 triệu. Xử lý cái motor lại chạy 3.2 triệu. Bánh xe, thắng đĩa nha. Đó. Đây là cái hệ thống bẻ lái nha các bạn. Các bạn bẻ lái nha. Kéo cỡ 3 tấn nha. Khách nào mua để chế đồ kéo dưới quê hoặc kéo trong nhà xưởng có chiếc xe, xe nâng. Con này chính là xe nâng kéo trong nhà xưởng nha. Ok, giới thiệu nhanh nha. Clip này mình sẽ đi nhanh. Hai con giảm tốc. Con motor giảm tốc thủy lực 900 con, hàng bao zin. Một cây ép 20 tấn Janome chạy motor, khách nào về lắp motor vô chạy, hàng của Nhật nha. 20 tấn. 2.8 triệu nha. 3 triệu giảm 200, 2.8 triệu. Cây này 2 triệu bán nhanh nha. Lấy tiền ăn Tết. 2 triệu. Mua 2 triệu bán 2 triệu, về chốt. Hộp này 300k nha, mình giảm thêm, mình bán thêm bán thêm 3 hộp nữa, trừ 2 hộp nha. Trừ 2 hộp để xài. Đó. Đây chính là cái tay dạy của con robot các bạn. Không biết robot gì nhưng mà ở đây nó chỉ có X và Y thôi. Ha. Thì robot này chỉ 20 thôi các bạn, đơn giản thôi ha. Ví dụ kéo ra kéo vào 20 X Y. Đơn giản cho nó hàng đúng một cái vị trí thôi. Từ X qua Y, từ Y qua tới thôi. Đó. Tech dạy 300 hộp bao ship. Cái này 300, anh em nào về lắp cho nhà xưởng. Lắp cho nhà xưởng 300. Hàng xịn. Khóa còn ok. Cái này mình đang xả hết nha, 20k một cái nha. Cái này USA. Cái này Germany. Hiện tại tí mình đo cho anh khách nha. Ở đây mình không có lỗ côn nha. Có nhiều khách hỏi lỗ côn nhưng mà không có. Cái này hình như ren 12 nè. Cái này ren 10 nè. Cái này kẹp 10, cái này kẹp 13 nha. 900. Và máy nén khí. Điện 100V nghĩa địa. Nguồn laser xả còn 1.500.000. Hàng mới chăm chưa xài. Các bạn tra mã IL-U2 180W. Như 37 kV. Các bạn tra dùm. Mới chăm chưa xài, bao xả. Rồi qua bên đây. Cái này 300. Cái này 300 các bạn.
Cái này mình chỉ chú trọng nhìn cái tem nha, nhưng mà cuối cùng cái bo điều khiển này mình không có nhìn. Đó, mình không có nhìn. Cái này những anh thợ một lấy linh kiện 300 bao ship dàn tụ cắt ra làm tụ ngậm ba con xuyến lọc Ferradit Role. Trong đây là những con gì đó các bạn? 300 nha, đế nhôm tản nhiệt. Cái tay quay này 1.428.000 1.450.000 bao ship chứ, nhầm, 1.450.000 các bạn. Hàng của Mỹ. Quay lên xuống, hành trình 200mm. Lực nâng con này thì mình không rõ nha. Mình hay báo các bạn là khoảng 500kg. Nhưng mà khách nào muốn nhiều thì độ chế cái motor vô đây nè, kéo nó. Ok, tiếp theo mấy cánh này nha. 400 một cánh các bạn. Còn luôn kèm motor thì là 800, hàng của Rumeni. Ha, cánh này thì cái miệng hút là khoảng 350 nha. Khoảng 350, chưa được 400 các bạn, 350. Đó, cánh cánh nhôm đẹp. Cái này các bạn chế cánh điện nước cũng được nha các bạn. Ha, cũng được nha. Còn mấy cái này thì cứ 650k một cái. Cái này đồng giá nha. Đó, Rumeni 220 một pha, đấu tụ chạy thôi. À, con này mình bán nhiều, con này mình chưa bán qua nhưng mà nhìn tem thì biết. Con này thì chưa bán qua, nhìn tem thì biết. À, hàng mới chưa xài nha. Con này các bạn lắp hoặc hút cho một cái ứng dụng gì đó thì cực ngon nha. Chuyên hút. Ví dụ các bạn có một cái máy, các bạn cần giống như máy gì đó mà các bạn làm việc nó ra sinh ra rất là nhiều bụi. Lắp một cái này hút bay ngược lên trên. Ha, cái này là chuyên dùng hút để đưa lên trên nha. Rồi đưa qua cái ống dẫn đi ra ngoài. Chuyên dụng. À, cảm ơn anh khách ủng hộ nha. Giá cực tốt luôn, thu vốn là chính. À, Super Chupo đã bán. Thu vốn là chính. Ba cái đèn 800 của Mỹ. À, cảm ơn khách ủng hộ cái này nha. Anh mới ủng hộ một set 7 cái 650k bao ship. Khá là hiếm đó nha. Anh em nào rành được 7 cái này thì hơi bị dữ á. Thứ nhất điều khiển led 7 đoạn. Các bạn mua trên mạng mua cái module lập trình điều khiển IC cắm nha các bạn. Để bữa nào mình đặt cái lắc rồi rảnh đặt cái về. Vấn đề là mình không thời gian. Điều khiển led 7 đoạn nè, điều khiển động cơ bước nè, điều khiển matrix display nè, màn hình nè, ở điều khiển switch, ở điều khiển converter ACDC nha, điều khiển màn LCD, rồi có thêm một hai loại nữa nha, tổng có 7 loại. Cái 24V, cái ARV này nha, bán các bạn 300 tài bãi không bao gì, nhặt về mình chưa có làm qua luôn. ARV ở đây các bạn sẽ thấy nha. ARV controller, con này nó nằm trong cái máy phát điện nha. P và N 24V nè. Còn P và N1 và N2 nè, 9-10 các kiểu. Đây, các bạn tra sơ đồ mã này ra. Đó, 300 không bao gì, nhặt lại bãi về. Hai con hút quạt thổi cực khỏe. Con này nó xài 500 điện các bạn. 24 nha. 400 con bao ship, 400 con bao ship bao xài. Bao zin hàng của Mỹ. Cái này tua cao lắm các bạn, tại vì nó xài 500 điện nha, tua cao. Còn cây này 1.6 triệu nha. Hành trình 1m6. À, trục bít me. Hai triệu tám. Cách nào đấu luôn tay bấm thì miễn phí luôn nha, free. Tay bấm để điều khiển lên xuống các bạn. Về các bạn mua cái ti thủy lực một chiều gắn vô là chạy nha. Tay bấm này mình tặng các bạn nha, đấu tặng luôn. 2.8 triệu, 2.5 triệu. Ok, quay nhanh các bạn coi nha.
Còn mình đang nợ anh khách cái đơn củ phát 15 kg nha. Mở ra bên trong mình kích từ cho anh coi. Chưa có làm nổi.